Đây là chương trình truyền thanh Khánh Vĩnh. Đây là chương trình truyền thanh Khánh Vĩnh. Thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin là bài viết Khánh Vĩnh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nỗ lực từ các địa phương. Phần tin gồm các tin sau: Hội phụ nữ xã Sông Cầu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua 11 tháng năm 2022. Các địa phương cần chú trọng chăm sóc cây trồng khi mưa kéo dài. Khánh Vĩnh, các hộ chăn nuôi cần chủ động chăm sóc đàn vật nuôi khi thời tiết mưa nhiều. Tổng số giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của huyện Khánh Vĩnh đạt trên 65 tỷ đồng. Khánh Vĩnh đã giải ngân trên 3,7 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời các bạn nghe thông tin quảng cáo. Xuân sang Tết đến, Lộc Phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Blade Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, Lộc Phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Blade Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.